Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời hàng sống, Cha từ ái của loài người chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì buổi sáng tốt lành Chúa đã cho chúng con được đến trong đền điện thánh của Chúa để được thờ phượng Ngài, để được tôn cao và ngợi khen danh của Ngài. Và chúng con được nghe lời của Chúa. Thì giờ quý giá này cầu xin Thánh Linh Ngài sức dầu cho lòng hết thảy mọi người chúng con. Hãy mở lỗ tai của chúng con ra để niêm phong lời của Ngài vào trong lòng chúng con và trong trí khôn. Hãy mở tâm linh chúng con cũng như Ngài mở tâm trí xác thịt chúng con khiến nó được đổi mới, để chúng con có thể nghe và hiểu được lời của Ngài và vui mừng gìn giữ lấy. Thì giờ quý giá này cầu xin Chúa cũng sức dầu cho môi miệng của con và ban ơn cho con để được ơn trước mặt dân sự của Chúa trong lời nói, trong lời giảng, trong sự công bố, để con không bị sai trật trong sự phát âm cũng như trong lời của Ngài. Hầu cho con được ơn trước mặt Chúa để giảng lời của Ngài ra cho dân sự của Chúa và cho hết thảy chúng con được gây dựng. Nguyện xin Chúa Thánh Linh Ngài chúc phước cho hết thảy chúng con trong giờ có cần này và ban phước cho để danh Chúa được tôn cao, luật pháp Chúa được vững lập và lấy được vui mừng ở bước trong lẽ thật của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta học thế bài thứ 10 trong loạt bài xây lại vách thành Jerusalem. Cái thế nền tảng hôm nay chúng ta học đó là Nehemi đoạn 3 từ câu 1 đến câu số 32. Tôi sẽ đọc hai câu đầu. Eliasip thầy tế lễ thượng phẩm trỗi dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ và xây cất cái cửa chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa. Chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Bea và cho đến tháp Hananeen. Căn cứ theo lời của Đức Giê-xu đã chép ở trong Kinh Thánh thì chúng ta có thể thấy rằng trong sự sửa chữa lại vách thành cùng các cửa của thành Jerusalem, đó là tất cả mọi người thuộc về dân Giu-đa đều có trách nhiệm và đều có quyền cùng nhau đứng dậy để sửa chữa lại vách thành cũng như các cửa của thành Jerusalem, từ thầy tế lễ thượng phẩm cho tới những người buôn bán, từ những người làm thợ kim hoàn vàng bạc cho đến những người Gabaon, là những người mà đã được Đức Trời tha thứ cho để trở thành người phục vụ cho dân Israel, đều cũng có quyền cùng nhau để sửa chữa lại vách thành và các cửa của thành Jerusalem. Điều này có nghĩa là hễ đã là người thuộc về Đức Chúa Trời thì người đó có quyền cầu thay, có quyền đồng công trong tất cả mọi công việc thuộc về nước Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết thì những người mang chức vụ thầy tế lễ phải làm công việc này, rồi tới những người khác trong hội thánh sẽ làm theo. Chúng ta hãy để ý đến chữ thầy tế lễ thượng phẩm được chép trong đoạn kinh thánh này. Eliasip thầy tế lễ thượng phẩm trỗi dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ và xây cất cái cửa chiên. Eliasip ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là Đức Giê-hô-va phục hồi lại, sửa chữa lại, xây dựng lại. Đức Giê-hô-va tiếp tục làm công việc của sự cứu chuộc qua các tôi tớ của Ngài và đặc biệt là qua các thầy tế lễ mà Ngài đã lập lên trong nước của Ngài. Sự phục hồi lại, sự sửa chữa lại hay là xây dựng lại những sự thuộc về nhà Đức Chúa Trời đây đều được làm qua lời của Đức Chúa Trời. Vì lời của Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn vật. Do đó để sửa chữa lại muôn vật, chúng ta có phải dùng lời của Đức Chúa Trời để sửa chữa, để phục hồi. Và đó là vật liệu để sửa chữa lại trong công việc của Đức Chúa. Trong thế gian này đó, người ta đã điều trị để chữa bệnh hoặc là phục hồi hoặc là khắc phục những cái tai họa đã xảy ra trên thân thể của những người, để cho người ta được lành bệnh hoặc là phục hồi được khả năng chức năng của cơ thể con người. Người ta đã sử dụng tất cả mọi vật liệu đó không phải là đến từ nền tảng của con người, nhưng đó đến từ cây cối, từ hóa chất để tạo dựng nên thuốc hoặc tạo dựng nên tất cả các vật thể, kể cả những quả tim nhân tạo, quả thận nhân tạo và tất cả mọi sự đó để sửa chữa lại cái thân thể của người bị bệnh hoặc bị tai họa hoặc để phục hồi lại khả năng chức năng nào đó trong cơ thể. Họ không thể dùng được cái khả năng của Đức Chúa Trời, bởi vì khi Chúa dùng chúng ta đó, Ngài dùng lời của Ngài để tạo dựng chúng ta. Để thân thể xác thịt chúng ta có được thì Ngài dùng bụi đất để nắn lên. Nhưng mà ngày nay các bác học, các nhà khoa học, các giáo sư, rồi các bác sĩ muốn sửa chữa lại thân thể của người ta đó, họ không thể dùng được những điều này. Họ dùng tất cả mọi thứ khác để phục hồi, để phẫu thuật, để lắp ghép. Thì họ có thể phục hồi lại một số chức năng nhưng không hoàn toàn lấy lại được. Ví dụ có một số người bị mù thì người ta có thể mổ hoặc khắc phục lại khiến người ta có thể lấy lại sự sáng, nhưng mà không hoàn toàn phục hồi được, bởi vì cái khả năng khiến người ta bị mù đó là tội lỗi và sự đổ xả từ tổ phụ truyền lại khiến người đó bị mù, đó vẫn còn tiềm tàng trên người đó, nó chưa được thanh toán ở trước mặt Đức Chúa Trời là đấng chủ thể trên tất cả tạo vật Ngài dựng nên. Và chúng ta biết rằng bất cứ một vật liệu nào đó dùng để sửa chữa, để phục hồi, mà những vật liệu đó do người ta chế tạo ra mà không đúng với tình trạng ban đầu của cái vật được chế tạo đó, thì những vật người ta sửa chữa đó chỉ là tạm bợ, chắp nối, vá víu hoặc dính gá vào nhau mà thôi.
khi gặp những môi trường hoàn cảnh như là nhiệt độ cao, độ rung lớn, nó có thể phá hủy nhau bởi vì nó không thể kiểm với nhau là một được. Thì hai chất khác nhau. Ví dụ như là một cái thùng thiết kia, khi người ta hàn nó, người ta dùng thiết để hàn. Nhưng mà khi mà dùng vào nhiệt độ cao thì thiết sẽ chảy ra và thùng sẽ bị thủng vì không được tạo dựng bằng cùng một chất. Đức Chúa Trời tạo dựng nên là người chúng ta bằng lời của Ngài. Đức Chúa Trời chúc phước cho người chúng ta bằng lời của Ngài. Đức Chúa Trời nuôi dưỡng chúng ta bằng lời của Ngài. Ngài cũng tỉa sửa chúng ta bằng lời của Ngài. Ngài chúc phước hay Ngài sửa trị chúng ta cũng bằng lời của Ngài. Và khi là người ăn năn quay trở lại với Đức Chúa Trời thì Ngài cũng dùng lời của Ngài để chữa lành họ lại, phục hồi họ lại. Bởi vì cùng một lời Ngài phán ra chúng ta được dựng nên thì cũng có thể như vậy. Lời của Đức Chúa Trời có quyền phục hồi hoàn toàn mọi khả năng chức năng của người chúng ta. Thi Thiên 33 câu 9 chép: vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền. Xuất Ơi cho tôi ký đoạn 15 câu 26 chép: Ngài phán rằng nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Giê-rê-mi đoạn 33 câu 22 đến câu 24 chép: Ngài ban cho họ đất này là đất đượm sữa và mật mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ xưa kia. Họ đã vào lấy đất này làm sản nghiệp nhưng không vâng theo tiếng Ngài, không bước theo luật Ngài, chẳng hề làm một điều gì về mọi sự mà Ngài đã dặn phải làm. Vì vậy Ngài đã giáng mọi tai vạ này trên họ. Này, những đồn lũy chúng nó đã bước tới thành để chiếm lấy nó, vì cớ gươm dao, đói kém, ôn dịch nên thành bị nộp trong tay người canh đê đang tranh chiến với nó. Điều Ngài phán thì đã xảy đến, và này Ngài thấy. Gióp đoạn 33 câu 19 đến câu 30 chép: Loài người nằm trên giường bị đau đớn sửa phạt, và xương cốt người hàng tranh chạm nhau mãi mãi. Miệng người bèn lấy làm gớm ghiếc vật thực, và linh hồn người ghét những đồ ăn mỹ vị. Thịt người bị tiêu hao không còn thấy nữa, và xương người mà trước chẳng thấy được bèn bị lộ ra. Linh hồn người đến gần cái hầm, và sự sống người xích lại kẻ giết. Nếu trong 1.000 tiên sứ có 1 tiên sứ làm kẻ truyền giải cho người, để chỉ dạy cho người biết điều ngay thẳng cho người, ắt Đức Chúa Trời làm ơn cho người và phán rằng: hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống cái hầm, ta đã tìm đặng giá cứu chuộc rồi. Người sẽ được thẳng ra mắt thịt như buổi thơ ấu. Người trở lại ngày đăng thì, người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bèn đoái thương người, khiến người vui mừng xem thấy mặt Ngài, và Ngài trả lại sự công bình cho người. Đoạn người đó sẽ hát trước mặt loài người mà rằng: tôi đã phạm tội làm hư hoại sự ngay thẳng, song chẳng có ích gì cho tôi. Đức Chúa Trời có giải cứu linh hồn tôi khỏi xa xuống hầm, và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng. Kia, các việc ấy Đức Chúa Trời làm cho loài người đến 2 lần hoặc 3 lần, đặng khiến linh hồn người trở lại khỏi cái hầm, hầu cho người được ánh sáng kẻ sống chiếu vào cho. Chúng ta vừa đọc một số lời của Đức Chúa Trời là bằng chứng để cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng tạo dựng lên chúng ta bằng lời của Ngài. Và Ngài cũng tỉa sửa chúng ta bằng lời của Ngài. Ngài cũng giải cứu chúng ta bằng lời của Ngài. Ngài cũng phục hồi chúng ta bằng lời của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết là khi người ta phạm tội thì người ta bị bệnh như là da bọc xương vậy, và ta đang gần cái sự chết. Mà Chúa nói là nếu có một thiên sứ làm kẻ truyền giải cho người, tức là dùng lời của Ngài để giải cứu người đó, dạy dỗ cho người đó, thì Ngài sẽ ban cho người đó giá cứu chuộc. Chúa sẽ chữa lành người đó và trả lại sự công bình cho người đó. Người đó sẽ được sống ở trước mặt Ngài, người đó sẽ vui mừng ngợi khen Ngài. Như vậy chúng ta thấy rằng lời của Chúa là vật liệu tạo dựng chúng ta, và cũng là vật liệu để sửa chữa chúng ta. Và người sửa chữa là người hoàn toàn bằng các phương tiện do con người tạo dựng nên, không phải là nguyên chất tạo dựng nên con người. Và bởi cơ đó nên phép lạ không thể xảy ra được. Người ta có thể phục hồi lại, nhưng có người phải bị cắt phần này, cắt phần kia, hoặc phải vá víu của người này sang người kia mà thôi. Nhưng đối với Chúa thì tất cả mọi điều khi đã được lời của Chúa công bố và người ta thuận phục theo lời của Chúa thì chính lời của Chúa phục hồi lại. Để chúng ta thấy rõ ràng, có những người hoàn toàn bị ung thư gần chết rồi, Chúa cho được phục hồi hoàn toàn lại. Hoặc kể cả Lazarus đã chết trong mộ 4 ngày rồi cũng được phục hồi trở lại. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời phục hồi người ta lại, nên Chúa Jesus đã phán là: ta là sự sống lại và sự sống. Lời của Chúa là sự sống lại cho chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời không chỉ tỉa sửa những người thuộc về Ngài, mà còn ban sức mạnh cho những người nào vâng theo lời của Ngài nữa. Phía thứ 2 đoạn 1 câu 3 đến câu 4 chép: quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính.
khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời. Lời hứa rất lớn và quý cho chúng ta đó ban sức lực cho chúng ta. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào luật pháp của Chúa thì thấy đó là mạng lệnh và điều răn, mà đó là mạng lệnh thì đó là điều bắt buộc chúng ta phải phục dù muốn hay không muốn. Và khi bất cứ điều gì mà bắt buộc thì chúng ta không có vui, không có thích để làm. Nhưng mà lời của Đức Trời ban cho chúng ta lời hứa rất quý và lớn, và Chúa cho chúng ta hiểu rõ được tại sao Ngài lại muốn chúng ta làm theo điều này. Và căn cứ theo điều Chúa bày tỏ cho tâm linh chúng ta thì bây giờ chúng ta mới biết rõ rằng là điều Chúa muốn chúng ta làm đây ấy không phải là bắt buộc, mà Ngài muốn chúng ta hiểu được và chúng ta tự chọn lấy. Mà khi chúng ta chọn đến điều Chúa muốn chúng ta làm đó thì ta nhận được lời hứa rất quý và lớn, đó là được là con cái Đức Chúa Trời, được đồng kế tự với Ngài. Và đây là sức mạnh khiến cho tâm linh chúng ta bắt phục xác thịt mình để bước theo lời của Chúa vậy. Mặc dù thầy tế lễ Eliashib là người bằng thịt và huyết giống như chúng ta, nhưng mà trong chức vụ của người ở trong bài này, nó là đại diện cho công việc của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến thế gian này đại diện cho Đức Chúa Cha để thi hành một công việc là làm cho vững luật pháp của Đức Chúa Trời, là luật pháp đã được ban cho dân Israel cũng như ban cho người chúng ta. Khi Chúa Giêsu thành chất ở đây, Chúa Giêsu có phán rằng ai rước các ngươi tức là rước ta, ai rước ta tức là rước đấng đã sai ta. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 40. Thầy tế lễ Eliashib trong đoạn kinh thánh này mang hình bóng cho công việc của Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian này làm công việc của sự phục hồi lại những gì mà là người đã phá hỏng kể từ khi Adam phạm tội. Bài kinh trên vừa dần chép câu 1 này như sau: vậy Eliashib thầy tế lễ thượng phẩm trỗi dậy với các thầy tế lễ anh em của người, và họ xây lại cửa chiên, họ dành riêng công việc này ra thánh và đặt lại các cửa của nó, cho tới cả tháp Bea họ cũng thánh hóa nó và cũng làm cho tháp Hanane nữa. Trong nguyên văn tiếng Hebrew chép là các anh em của thầy tế lễ Eliashib đều là các thầy tế lễ. Thầy tế lễ Eliashib cùng các anh em mình là các thầy tế lễ. Như vậy thì công việc khởi đầu để làm đây đó được làm từ cửa chiên ở phía bắc của thành Jerusalem. Bây giờ chúng ta hãy xem lời Chúa chép gì về sự ứng nghiệm về mối quan hệ này giữa Đức Chúa Giêsu Christ cũng như đối với chúng ta ngày nay. Vì nếu những gì chúng ta đã và đang học đây mà lại không liên quan gì đến chúng ta thì điều chúng ta học đây cũng giống như học sinh ở trong trường trung học đó, học lịch sử của nước mình hoặc là học lịch sử của nhân loại và cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà chúng ta được lời Chúa chép là dòng dõi thánh, là dân thầy tế lễ nhà vua. Như vậy khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta phải biết rằng lời của Chúa chính là thầy giáo dẫn chúng ta đến với Đấng Christ. Và lời của Đức Chúa Trời là luật pháp, và luật pháp và thầy giáo dẫn chúng ta đến với Đấng Christ là thầy tế lễ tượng phẩm của Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta phải học và hiểu rõ mọi điều mà Đức Chúa Trời đã cho phép chép xuống trong kinh thánh này. Vì đó là những bài giảng, là sự trang bị, sự huấn luyện cho chúng ta để cho chúng ta được trở nên thầy tế lễ nhà vua vậy. Chúng ta đang đọc một cái giáo trình, chúng ta đang học, đang nghiên cứu một cái menu, tức là một bản nguyên tắc chi tiết của một cái bài học, một giáo trình, của một quy trình, của một sự đào tạo để chúng ta hiểu rõ được công việc của thầy tế lễ trong nước Đức Chúa Trời. Bởi vì Kinh Thánh không chỉ nói về luật pháp văn tự, nhưng Kinh Thánh chính là một bản giáo khoa huấn luyện cho người ta là người thuộc về Đức Chúa Trời đó được trở nên thầy tế lễ nhà vua. Và chúng ta sẽ hiểu theo ngôn ngữ của thầy tế lễ nhà vua trong lẽ thật của Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 1 đến câu 10 chép: sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Và này, đất rúng động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Galilê, ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy ta đã bảo các ngươi. Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. Này Đức Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng: mừng các ngươi. Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: đừng sợ chi cả,
hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta. Các môn đồ của Chúa được Ngài gọi là anh em của Ngài. Các môn đồ của Chúa Giêsu là anh em của Ngài, và họ sẽ là thầy tế lễ của nước Chúa Trời và được đồng với Ngài cai trị. Chúa Giêsu mặc lệnh cho các môn đồ của Chúa: hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Thì cũng có nghĩa là gì? Hãy khiến muôn dân trở nên anh em với ta. Roma đoạn 8 câu 28 đến câu 30 chép: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ đã được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cá ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Thầy tế lễ Eliashib trỗi dậy cùng với các thầy tế lễ anh em mình để sửa chữa lại cửa chiền. Chữ trỗi dậy ở đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là sống lại, hồi sinh, mọc lên, xuất hiện. Chúa Giêsu là chiên con của Đức Trời chi cao, và Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là cửa của chiên. Vậy thì lời của Đức Trời chính là chiên con của lễ tốt nhất để làm sạch mọi tội lỗi của là người chúng ta. Luật pháp của Đức Chúa Trời chính là cái cửa của cái thành ẩn náu dành cho bầy chiên của Đức Chúa Trời. Và khi chiên đã được vào trong cái thành này để ẩn náu, chiên sẽ được bình an. Thành Jerusalem là hình bóng về cái thành ẩn náu cho tâm linh của người chúng ta. Và cái thành ẩn náu này chỉ có thể đem lại sự bình an cho chiên nếu như các vách thành của nó và các cửa của nó được bền vững. Ngày nay cuộc đời của chúng ta theo Chúa cũng vậy. Khi nào chúng ta được bình yên? Khi cái cửa của chiên, khi cái vách thành Jerusalem của chúng ta đó đã được bền vững, đã được xây bằng đá là lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được bình yên. Sự bình yên Chúa ban cho chúng ta đó chỉ có được khi các cửa của thành này đã được bền vững và các vách thành của nó được bền vững. Vách thành Jerusalem bị phá hủy là bởi cớ tội lỗi của dân Giu-đa, và bởi cớ vách thành đã bị phá hủy thì những người trong thành Jerusalem cũng bị bắt làm phô tù. Như vậy là bởi cớ tội lỗi của dân Giu-đa nên thành Jerusalem bị phá hủy. Trước hết là dân Israel bị bắt làm phô tù trước đó, nhưng mà dân Giu-đa không kính sợ Chúa, không nhìn thấy điều dân Israel bị bắt làm phu tù đó mà kính sợ Chúa, mà quay trở lại với Ngài. Và bởi cái đó lên kẻ thù tiếp tục tấn công, bao vây thành Jerusalem và phá hủy thành Jerusalem. Như vậy thành Jerusalem đây nói về thân thể xác thịt của chúng ta. Chúng ta biết rằng sự bình an và phước hạnh của Đức Chúa Trời hứa ban cho dân Israel và dân Giu-đa chỉ có ở với họ khi họ vâng giữ luật pháp của Chúa và làm theo mà thôi. Nhưng khi người ta không để cho lời của Đức Chúa Trời làm chủ mình mà lấy bụng mình làm chúa mình, thì mọi lời hứa của Đức Chúa Trời không còn ở với họ nữa, và luật pháp của Đức Chúa Trời không còn bảo vệ họ được nữa. Trái lại, sự trừng phạt của luật pháp sẽ báo trả đối với họ. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng yêu thương nên Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian này để làm cho vững công việc của luật pháp Chúa. Vì Chúa biết rằng lý do khiến dân Israel và dân Giu-đa phạm tội đó là bởi vì luật pháp của Chúa đã không được tôn cao. Những người làm chức vụ giảng luật pháp, các thầy thông giáo, những thầy tế lễ đã không làm trọn bổn phận của mình theo đúng chức nhiệm mà mình phải làm đó. Luật pháp của Chúa không được tôn cao. Không có luật pháp trong dân sự của Chúa, không có lẽ thật trong dân sự của Chúa lên thì ai cũng phạm tội cả. Thì Chúa đã từng phán rồi, những kẻ chân làm cho nó lộn đường, quên chỗ mình an nghỉ. Chúa Giêsu đến để làm vững công việc luật pháp. Sau khi luật pháp của Chúa được tôn cao, các môn đồ của Chúa hiểu rõ điều này, bây giờ Chúa Giêsu mới lên thập tự giá để làm giá chuộc. Đây cũng là một nguyên tắc cho chúng ta. Chúng ta không thể giảng về sự chữa lành và ân điển của Đức Chúa Trời để khiến nhân sự của Chúa được chữa lành trước khi chúng ta giảng luật pháp cho họ. Chúa Giêsu đến để làm cho luật pháp của Đức Chúa Trời được vững lập trước hết. Rồi bây giờ Ngài mới bày tỏ phép lạ, sự thương xót, ân điển của Chúa để chữa lành người ta. Chúa Giêsu chỉ lên thập tự giá sau khi các môn đồ của Ngài đã hiểu rõ Ngài là ai và sẵn sàng chấp nhận lấy lời kêu gọi của Đức Chúa Trời để thi hành chức vụ đó. Bây giờ Chúa Giêsu mới lên thập tự giá. Bây giờ mới có giá chuộc cho chúng ta. Thì cũng có thể như vậy, nếu chúng ta không tôn cao luật pháp Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không nhận được giá chuộc của Chúa ban cho. Sách Roma đoạn 8 câu 3 đến câu 4 chép: vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Chúa Giêsu đã đến để làm cho luật pháp của Đức Chúa Trời được vững lập. Ngài đến để sửa chữa lại nơi ẩn náu cho chiên của Đức Chúa Trời.
Chúng ta thấy rõ ràng trong cuộc sống chúng ta, khi chúng ta hiểu biết luật pháp của bất cứ vấn đề gì, chúng ta sẽ được yên tâm. Chúng ta hiểu biết rõ luật của điện, chúng ta tôn trọng luật của điện, chúng ta sử dụng đúng cái luật pháp đó, chúng ta được yên tâm. Chúng ta không bao giờ sợ bị giật. Cũng có thể như vậy, chúng ta hiểu rõ được luật của sự nấu cơm, chúng ta sẽ không làm hư gạo của chúng ta. Nếu chúng ta biết rõ cái gạo đó cần bao nhiêu nước, lửa sẽ làm sao, và chúng ta tôn trọng quy trình đó, chúng ta sẽ có một cái nồi cơm ngon. Chúng ta biết rõ rằng cái xe chúng ta có thể chạy tốt lành được nếu chúng ta bảo trì nó đúng định kỳ của nó, dầu, xăng, nhớt, và nếu chúng ta tôn trọng nó sẽ mang lại kết quả cho chúng ta, bền bỉ cho chúng ta để chúng ta sử dụng nó. Tất cả mọi sự chúng ta rất cần luật pháp. Khi chúng ta đi trên một con đường, nhất là trong thành phố, đến một ngã tư lớn, nếu tại đó có điện và có đèn xanh đèn đỏ, chúng ta đi sẽ yên tâm hơn. Chúng ta biết lúc nào mình phải dừng, lúc nào mình được đi, và lúc nào thì người ta sẽ dừng để nhường cho mình đi, và chúng ta không sợ bị tai nạn. Nhưng nếu tại nơi đó không có điện, không có đèn của giao thông, mạnh ai đi đường đó, chúng ta luôn luôn gặp khó khăn. Như vậy chúng ta thấy rõ rằng luật pháp chính là nơi ẩn náu cho chúng ta. Ẩn náu có nghĩa là gì? Nơi đó chúng ta sẽ núp tại đó để tránh mưa, tránh nắng, tránh bão, tránh gió, tránh tai họa. Luật pháp Đức Trời ban cho chúng ta chính là nơi ẩn náu cho chúng ta. Luật pháp của Đức Trời được gọi là hòn đá trọn vẹn. Lời Chúa dạy chúng ta có một vật rất là nhỏ mà khôn ngoan, đó là con thỏ và con chuột đồng. Nó mềm yếu lắm, không có sừng, chạy không nhanh lắm, nhưng mà nó biết núp dưới hòn đá. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, đừng tin vào sự giàu có của mình, đừng tin vào khả năng sức lực của mình, đừng tin vào sắc đẹp của mình, đừng tin vào tài trí của mình, nhưng hãy tin vào lời Đức Trời. Nghĩa là nếu tôi dù yếu kém, không được đẹp như người ta, hoặc cho là vô duyên đi, nhưng nếu tôi yêu mến lời của Đức Chúa Trời, tôi làm theo luật pháp của Chúa, Chúa sẽ khiến tôi được đẹp trở lại, và Chúa khiến tôi lấy được người chồng tốt lành. Tôi tin vào lời Đức Chúa Trời vì nó là nơi ẩn náu của tôi. Tôi tin vào Đức Trời là đấng giàu có, mặc dù tôi không làm ra đồng xu nào cả, nhưng bởi vì tôi tin vào lời Đức Chúa Trời, tôi tôn cao lời của Ngài, và tôi tin rằng thế ai giảng tin lành thì nuôi bằng tin lành. Vậy thì tôi tin rằng tôi quý hơn một chim sẻ, Ngài sẽ nuôi tôi và tôi không bị run sợ. Tôi tin rằng ngày hôm nay trên thế gian này có rất nhiều bệnh dịch xảy ra là bởi vì họ không tin kính Đức Chúa Trời lên bệnh dịch xảy ra. Nhưng mà nó sẽ không được lan đến nhà của tôi, bởi vì Chúa yêu mến tôi. Ngài đã khiến cho lời của Ngài được công bố ra rằng là bệnh dịch sẽ không lây lan đến nhà của ngươi, tai họa không đến gần nhà của ngươi nữa. Và tôi tin điều đó. Tôi không tin vào cái nhà sẽ được xây trên nền móng nào, tôi không cần biết cả, vì đấng đó có thể khiến cho những tòa lâu sụp đổ được. Nhưng tôi tin vào lời Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ tôi. Dầu khi tôi đi trong chũng bóng kết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Mà nếu như tôi có phải ở đi trong chúng bóng chết thật, thì tôi đi ở nơi nào, nơi đó sẽ có mạch tại nơi đó. Tôi ở nơi nào, nơi đó có sự bình an. Mình tin vào lời Đức Trời, đó là hòn đá để mình trông cậy. Thi Thiên 59 câu 16 chép: nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa, phải buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa, vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, một nơi nương náu mình trong ngày gian truân. Thi Thiên 62 câu 2 chép: một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều. Thi Thiên 144 câu 2: Ngài là sự nhân từ tôi, đồn vĩ tôi, nơi ẩn náu cao của tôi, và là đấng giải cứu tôi, cũng là cái khiên tôi và nơi tôi nương náu mình. Ngài bắt dân tôi phục dưới tôi. Chúa Giêsu phán rằng Ngài là cái cửa của chiên, mà đồng thời chúng ta là chiên của đồng của Chúa. Vậy nếu như mình biết rằng Chúa Giêsu là lời Đức Chúa Trời, vậy thì lời của Đức Trời là cái cửa của chiên, và mình là con chiên, vậy thì đã là cửa thì tôi phải đi ra và tôi cũng phải đi vào. Vậy thì khi tôi bắt đầu đi ra, tôi sẽ đi qua cái cửa này. Vậy nếu bất cứ điều gì tôi bắt đầu làm, tôi cũng phải nhận biết rằng mình phải đi qua cái cửa của chiên, đi qua cửa luật pháp Đức Chúa Trời. Tôi sẽ làm điều đó vì có lời chép. Tôi sẽ làm điều đó vì có lời hứa. Tôi sẽ tin cậy mà làm vì có lời hậu thuẫn. Còn nếu như không có cửa nào để tôi đi ra làm điều đó nữa, không có lời hứa bảo vệ tôi không đi, tôi không làm, tôi không hứa. Dẫu rằng tôi nhìn thấy có vẻ là đẹp, có vẻ là chắc chắn, nhưng tôi không tin cậy. Tôi tin vào lời Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 10 câu 7 và câu 9 chép: Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào, ra và gặp đồng cỏ. Nếu chúng ta biết mình là chiên của Chúa, thì bất cứ một công việc gì đó chúng ta khởi hành làm hoặc khi thu hoạch, phải biết rằng mình sẽ gặp đồng cỏ. Đồng cỏ là cái nơi mà ban sự sống cho chiên. Thì cũng có thể như vậy, mình phải tin rằng nếu tôi đã làm vì cớ có lời chép, thì tôi sẽ không chết, tôi sẽ không thất bại, tôi sẽ không thua.
mình chắc chắn sẽ được tốt lành. Công việc đầu tiên của sự sửa chữa lại vách thành Jerusalem là sửa chữa lại cửa chiên. Chứ sửa chữa ở trong câu này trong tiếng Hebrew có nghĩa là kiến lập, làm cho vững bền, khiến cho được tiếp tục sửa chữa lại. Cũng nguyên tắc này, việc đầu tiên của sự cầu thay là công bố luật pháp của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta lại phải công bố luật pháp của Đức Chúa Trời? Trước hết, chúng ta biết rằng trong tất cả mọi công việc chúng ta rất cần sự ánh sáng. Công việc gì cũng vậy, thiết kế một ngôi nhà cũng vậy, không chỉ có trong đầu. Nếu ngôi nhà đó mình làm một mình, không cần vẽ ra cũng được, bởi vì trong đầu của mình rồi. Nhưng nếu cần có những người khác cùng hợp tác với mình thì phải vẽ ra để người ta hiểu ý mình chứ. Các kiến trúc sư, các nhà thiết kế rất cần ánh sáng. Chúng ta xây dựng nhà cũng cần ánh sáng đó. Nếu có phải xây ban đêm, ít nhất cũng phải là ánh trăng. Không có thì phải có đèn dầu, rất cần ánh sáng. Vì luật pháp của Đức Chúa Trời chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta, vì chúng ta là tạo vật do Ngài dựng nên. Đức Chúa Trời cai trị muôn vật qua lời của Ngài. Vì chúng ta công bố luật pháp của Đức Chúa Trời chính là chúng ta công bố chủ quyền của Đức Chúa Trời ở trên muôn vật. Khi chúng ta công bố lời của Chúa, hay không phải là cho các tạo vật của Chúa nghe mà thôi, mà Đức Chúa Trời cũng nghe nữa. Chúng ta đã nhắc là thưa Chúa, đây là lời giao ước của Ngài. Ngài là chủ thể của muôn vật. Con công bố lời của Ngài ra, ấy là con tin lời của Ngài là đúng, là ý muốn của Ngài. Vậy thì xin Ngài xem xét tất cả những công việc mà con đang làm qua lời của Ngài. Đặc biệt là trong sự cầu thay, là khi lời của Chúa được công bố, thì quyền phép của lời Chúa sẽ hoàn thành điều Đức Chúa Trời muốn. Vì Chúa Giêsu đã phán rằng, mọi lời ta phán của ngươi đều là thần linh và sự sống. Mọi lời chúng ta nói ra đều lời đã chép. Nhưng khi chúng ta không nói một lời nào cả, thì không có một điều gì xảy ra cả, mặc dù đã có chép ở trong này. Cho nên khi chúng ta công bố những lời đã chép ra, thì ngay lập tức có sự xảy ra. Vì lời của Chúa là lời sống và lời nghiệm. Chúng ta thấy lời Chúa chép ở trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 55 câu 10 đến câu 13: vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho xanh ra và kết nộ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai góc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Lời của Chúa khi đã ra khỏi miệng Ngài ở đâu rồi? Ở trong Kinh Thánh, được chép xuống rồi. Chúng ta phải hiểu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, và Ngài cũng phán rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là lời Đức Chúa Trời, và bây giờ Ngài phán ra là vả con người. Có nghĩa là lời nói của loài người, hạt giống của loài người và dòng dõi của loài người. Chúng ban lời của Ngài cho chúng ta có quyền sử dụng lời của Ngài, vì chúng ta là con của Ngài. Vậy đến bất cứ khi nào chúng ta mở miệng nói lời của Đức Chúa Trời, thì lời đó sẽ đem lại tất cả điều gì đã được ấn định trong lời đó. Được chưa này? Như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai. Như vậy lời của Chúa là để đượm nhuần đất đai, để khiến cho xanh ra và kết nộ, để mang lại lợi ích cho sự sống cho con người. Vậy thì bất cứ khi nào chúng ta nói lời của Chúa ra, thì lời đó sẽ mang lại đúng theo cái điều mà Đức Trời đã ấn định cho nó. Và chúng ta là con cái Đức Trời, được quyền thừa kế lời của Ngài. Và chúng ta hiểu rõ là chúng ta có một quyền đặc quyền, đó là được phép sử dụng lời Đức Trời thành lời của mình, để công bố ra, để nuôi dưỡng chúng ta, để bảo vệ chúng ta, để sửa chữa chúng ta, để gìn giữ chúng ta. Và Chúa Giê-xu đã hoàn thành công việc mà Đức Cha đã giao cho, và hết thảy quyền phép ở trên trời dưới đất đã được phục hồi lại ở trong lời của Đức Trời. Chúng ta biết trong Roma nói rồi, luật pháp Đức Trời vốn có quyền năng vô biên, nhưng mà khi mà người ta khinh rẻ nó, không sử dụng nó, khi mà người khinh rẻ luật pháp thì luật pháp không bênh vực người đó được, nhưng có quyền giết người đó. Khi một người lái xe vi phạm luật giao thông, tai nạn xảy ra, hai xe đều bị nát, nhưng ai là người phải đường, ai là người đi đúng theo luật pháp, người đó sẽ được luật pháp bênh vực. Còn người kia khinh rẻ luật pháp thì không được luật pháp bênh vực, nhưng mà bị luật pháp đó trừng phạt lại người đó. Khi chúng ta theo Chúa, chúng ta hiểu rõ được mạng lệnh của Đức Chúa Trời có quyền ở trên chúng ta như thế nào. Dân Israel đã không hiểu luật pháp của Chúa, và bởi cái đó họ khinh rẻ luật pháp và họ vi phạm luật pháp, và thay vì được phước hạnh thì họ bị sủa sả. Và Chúa không muốn dân sự của Chúa bị sủa sả, và Ngài đã đến để khiến cho người ta biết rằng luật pháp của Chúa có quyền cai trị, có quyền ban phước, có quyền bảo vệ. Bởi vì dân Israel kêu cầu Chúa: Chúa ơi, tại sao chúng tôi bị khổ?
Tại sao Chúa bỏ dân Ngài? Tại sao Chúa ngoảnh mặt đi không còn nhớ đến dân sự của Chúa nữa? Chúa nói là tai ta chẳng nặng mà không nghe các ngươi được, tai ta chẳng ngắn mà không cứu các ngươi được, nhưng bởi vì tội ác của các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu phán rằng hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất được giao cho Ngài, như vậy bất cứ khi nào chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời thì bây giờ chúng ta công bố luật pháp. Luật pháp đó cai trị cả xác thịt, cai trị cả thế giới thần linh. Và như vậy thì khi chúng ta công bố luật pháp của Chúa như vậy đó, thì các thiên sứ của Chúa sẽ hành động để làm cho lời của Đức Chúa Trời được vững lập, và không có một thế lực nào có thể chống lại được quyền phép của lời Chúa. Và khi chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời thì lời của Chúa sẽ như thiên sứ đi trước mặt chúng ta. Trước hết chúng ta phải định nghĩa thế nào là thiên sứ. Ai tạo dựng thiên sứ? Đức Chúa Trời. Các thiên binh bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Được gọi là thiên sứ là bởi vì họ ở trên thiên đàng, được sai sứ xuống thì được gọi là thiên sứ. Và chúng ta ngày hôm nay khi đã được cứu chuộc lại trong danh của Chúa Giêsu Christ, chúng ta được làm con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang là sứ giả của nước Đức Chúa Trời hiện diện ở trên đất này. Vậy thì lời của Đức Chúa Trời tạo dựng đến muôn vật, và lời của Đức Chúa Trời khi công bố ra cũng được gọi là sứ giả được sai đi. Mà sứ giả này thuộc về nước Đức Chúa Trời nên gọi được gọi là thiên sứ. Như vậy thì thiên sứ có cánh hay không có cánh, hay là lời Đức Chúa Trời cũng được gọi là sứ giả của Đức Chúa Trời vậy. Khi chúng ta công bố lời Đức Chúa Trời thì lời của Đức Chúa Trời qua môi miệng chúng ta được đi trước chúng ta. Và vì lời đó là lời thuộc về thiên đàng, thuộc về Đức Chúa Trời, nên được gọi là sứ giả của Đức Chúa Trời đi trước chúng ta. Và khi lời của Đức Chúa Trời, sứ giả của Chúa được đi trước chúng ta như vậy đó, thì sẽ mở đường cho chúng ta đi. Lời của chúng ta nói ra sẽ mở đường cho chúng ta, huống chi lời của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta xem lời của Chúa đã phán cho chúng ta như thế nào. Xuất Ê-díp-tô Ký ở 23 câu 20 đến câu 23 chép: Đây này, ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đang phù hộ trong lúc đi đường và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị. Trước mặt người, ngươi khá giữ mình, phải nghe theo lời, chớ nên phản nghịch. Ngươi sẽ chẳng tha tội ngươi đâu, vì danh ta ngự trong mình người. Nhưng nếu ngươi chăm chỉ nghe lời người, cùng làm theo mọi lời ta sẽ phán, ta sẽ thù nghịch cùng kẻ thù nghịch ngươi và đối địch với kẻ đối địch ngươi, vì thiên sứ ta sẽ đi trước mặt, đưa ngươi vào xứ của dân Amorit, dân Hê-tít, dân Phê-rê-xít, dân Canaan, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, rồi ta sẽ diệt chúng nó. Chứ thiên sứ ở đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là sứ giả, người đưa tin, người đại diện, bản thông điệp được gửi nhanh. Mặc dù Đức Chúa Trời đã phán điều này với Môi-se, nhưng trong suốt hành trình 40 năm ở trong đồng vắng của dân Israel, Kinh Thánh không hề chép một lần nào dân Israel đã nhìn thấy một thiên sứ ở trước mặt họ. Và Kinh Thánh cũng chưa bao giờ chép rằng thiên sứ của Chúa hiện ra dẫn đường họ đi. Đây chính là cái khóa mà dân Israel không mở được. Nhưng Chúa Jesus Christ đã ban chìa khóa của Ngài cho chúng ta, và Thánh Linh giúp chúng ta mở ra để hiểu được ý muốn của Ngài, để làm theo lời của Chúa. Bản Kinh James Version chép câu 20 đến câu 23 này, và căn cứ theo lời này có tiếng Hebrew để hậu thuẫn, chúng ta có: Này, ta sai một sứ giả trước mặt ngươi, có nghĩa là ở giữa ngươi, ở cùng với ngươi, để giữ ngươi trong con đường và đem ngươi vào nơi mà ta đã sửa soạn cho. Hãy cảnh giác, hãy canh gác, quan sát, tuân theo, gìn giữ, bảo vệ người và vâng theo tiếng người, không được làm tổn thương người hay là cay đắng người. Vì người sẽ không tha thứ, tức là không chấp nhận, không cung cấp, không trang bị, không ban cho trước các sự vi phạm, tức là các sự nổi loạn, xâm phạm của người. Vì danh ta ở trong người. Nhưng nếu quả thật ngươi lắng nghe, tức là ngươi vâng lời, hiểu được, nhận thức được, quan tâm đến và công bố ra tiếng của người và làm theo tất cả mọi điều ta đã truyền, thì ta sẽ là một kẻ thù nghịch của các kẻ thù nghịch ngươi và là một đối thủ của các đối thủ ngươi. Vì thiên sứ của ta sẽ đi trước ngươi và đem ngươi vào trong xứ của dân Amorit, dân Hê-vít, dân Phê-rê-xít, dân Canaan, dân Hê-vít, dân và dân Giê-bu-xít, rồi ta sẽ tiêu diệt chúng nó. Khi nào thì thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ đi trước chúng ta? Bất cứ khi nào chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời thì ấy là sứ giả của Chúa đi trước chúng ta. Vậy thì khi chúng ta công bố lời Chúa thì ấy là quyền phép của lời Chúa sẽ được thể hiện ra. Và hết thảy mọi quyền lực ở trên trời và dưới đất đều phải quy phục, như câu chép vào trong sách Philip đoạn 2 câu 8 đến câu 11. Ngài đã hiện ra như một người từ hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Lời Đức Trời mang nghĩa mầu nhiệm của lời thật, nên chúng ta có thể thấy là nếu như thiên sứ của Đức Chúa Trời đi trước dân sự Ngài, theo như cách người ta nghĩ là có một thiên sứ có cánh hiện ra phía trước đi trở thành người dẫn đường đi, thì tại sao Đức Chúa Trời lại còn muốn dân sự của Chúa phải cảnh giác, phải canh gác, phải quan sát, phải tuân theo, phải gìn giữ, phải bảo vệ người? Một từ Chúa nói đấy, phải gìn giữ người, phải bảo vệ người. Ai có thể bảo vệ được thiên sứ? Nếu theo cách nghĩ thì thiên sứ bảo vệ chúng ta chứ. Nhưng bởi vì Chúa giấu lẽ thật ở trong tự này, nên Chúa nói là Chúa ban lời của Ngài cho chúng ta, chúng ta phải nghe lời đó, đừng cay đắng lời đó, phải vâng theo lời đó, phải canh gác, phải quan tâm, phải hiểu được, phải nhận thức được, và phải gìn giữ, thì chúng ta sẽ được dẫn dắt, sẽ được bảo vệ và ban sức cho. Còn nếu chúng ta cay đắng, ta làm bằng, chúng ta chống lại, thì lời của Chúa chẳng tây vị chúng ta đâu, sẽ trừng phạt chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng đây, ý của Chúa cho chúng ta hiểu rõ được lời của Chúa chính là sứ giả, mà chúng ta muốn được làm bất cứ công việc gì đó phải công bố lời của Ngài ra, lời của Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Thiên sứ mà Đức Trời đã phán đây sẽ là một thiên sứ của Ngài. Chúng ta phải có hai khả năng, một thuộc thể và một thuộc linh. Và đó có thể là thiên sứ Mikael, là quan trưởng chuyên phụ trách về dân Israel, được chép ở trong Daniel đoạn 10 câu 13. Và trong lời thật cũng chính là mạng lệnh của Đức Trời ban cho dân Israel cũng như cho chúng ta ngày nay. Và Đức Trời muốn được sự của Ngài phải nhận biết được ý nghĩa của lời Chúa để gìn giữ, để bảo vệ lời của Đức Trời ở trong lòng mình. Và khi dân sự của Đức Trời làm theo điều Ngài phán dặn nó, thì mọi nhu cầu của họ sẽ được lời của Chúa cung cấp cho. Mọi lời hứa ở trong đó sẽ được cung cấp cho chúng ta. Nehemi đoạn 3 câu 1 chép: Eliasip thầy tế lễ tượng phẩm trỗi dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ và xây cất cách cửa chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa. Chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mea và cho đến tháp Hananeen. Chúng ta hãy chú ý về chữ biệt riêng trong công việc này. Khi mà xây cất cái cửa cổ chiên đó, họ biệt riêng cái cửa đó ra thánh và đặt hai cánh cửa ở đây. Chữ biệt riêng ở đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là làm cho sạch, công bố ra, tuyên bố ra, gìn giữ nó, tuân theo, làm cho thánh khiết, xác nhận, làm cho hợp pháp. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng, vì Đức Chúa Trời sẽ căn cứ theo mọi điều chúng ta công bố ra khỏi miệng của chúng ta. Chúng ta biết rằng khi mà dân Israel phạm tội thì các cửa của thành bị phá trước hết. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta rất sợ nói lời của Đức Chúa Trời, vì biết rằng khi nói ra bị phán xét. Như vậy thì vì không có lời của Chúa nên cũng giống như cái cửa của thành bị phá rồi đó, thì kẻ thù nghịch có thể xông vào trong thành và giết những người trong thành. Thì cũng có thể như vậy, khi chúng ta phạm tội, chúng ta bị mất quyền công dân, mất quyền sử dụng lời của Đức Chúa Trời. Và khi không có lời của Chúa, chúng ta không còn vũ khí nữa, và quyền lực ma quỷ sẽ có thể trói buộc chúng ta được. Như vậy thì khi chúng ta muốn xây dựng lại vách thành của mình, khi chúng ta muốn được thân thể chúng ta được chữa lành, được cứu chuộc khỏi sự giở của luật pháp, thì việc đầu tiên là phải phục hồi lại cái cửa của chiên, phục hồi lại cái điều chúng ta bị mất, phục hồi lại cái quyền sử dụng lời của Đức Chúa Trời. Thế là công bố lời hứa tha thứ của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta quay lại với Ngài, Ngài sẽ không lấy nét mặt giận chúng ta đâu. Ngài sẽ thâu nạp chúng ta lại cho Ngài. Ngài sẽ chữa lành cho, Ngài ban ơn cho, vì Ngài hay tha thứ dồi dào. Chúng ta công bố lời của Chúa như vậy, chúng ta có sức lực để làm lại, phục hồi lại, phục hồi lại. Cửa của chiên phải phục hồi trước hết. Luật pháp Đức Trời phải được phục hồi trước hết. Nghĩa là chúng ta phải phục hồi lại quyền công dân thiên đàng để công bố lời Đức Trời cách hợp pháp. Trong sự cầu thay, khi chúng ta công bố luật pháp của Đức Trời, thì không phải là chúng ta nghe mà thôi, ma quỷ cũng nghe nữa. Và chúng ta thấy điều gì xảy ra ở đây? Trước hết chúng ta phải xem là bởi cớ tội lỗi của dân Giu-đa mà khiến cho thành Giu-sa-lem bị phá hủy. Khi người ta không còn tôn trọng luật pháp Đức Trời nữa, thì luật pháp không còn bảo vệ họ được nữa, mà họ sẽ bị sự hủy diệt. Bởi cớ những sự giảng dạy sai lầm mà nhiều người ngày hôm nay không học luật pháp của Đức Chúa Trời. Thậm chí thánh tinh hội của thế giới này in ra phần copy phần tờ nước và phát cho những quốc gia nghèo, và trong đó có cả Việt Nam. Chính tôi đã được đối diện với thánh tinh hội và tôi đã phản ứng rất là gay gắt với họ vì cái điều họ copy có một phần kinh thánh mà thôi. Và bởi cớ chỉ có một phần kinh thánh nên họ hiểu là luật pháp của Đức Trời là điều gì. Họ không có 10 điều răn, họ biết luật pháp của Chúa thì làm sao họ có thể làm theo luật pháp của Chúa được. Cũng giống như người mù không biết đường, làm sao có thể đi đúng đường được. Và bởi cớ đó là chúng ta thấy rằng dân sự của Chúa vì không có luật pháp Đức Trời nên người ta phạm tội. Mà khi người ta phạm tội mà không biết mình phạm tội thì sự trừng phạt của luật pháp vẫn ở trên họ. Để chúng ta xem lời của Chúa chép ở trong sách tiên tri Ê-sai đoạn 59 câu 1 đến câu 11 như thế nào. Này tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được,
Tai ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt ngài khỏi các ngươi đến nỗi ngài không nghe các ngươi nữa. Vì tay các ngươi đã ô uế bởi máu, ngón tay các ngươi đã ô uế bởi tội ác, môi các ngươi đã nói dối, lưỡi các ngươi lẩm bẩm sự xấu xa. Trong các ngươi chẳng có ai lấy lẽ công bình mà kêu rêu, chẳng có ai lấy điều chân thật mà đối lại. Hết thảy đều cậy sự hư không, nói lời dối trá, cưu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. Họ ấp trứng hổ mang và dệt màng nhện. Ai ăn những trứng đó sẽ chết, và nếu có một cái trứng dập ra sẽ nở thành rắn lục. Những màng họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng họ đã dệt ra. Công việc họ là công việc đáng tội, tay họ làm những việc hung tàn, chân họ chạy đến điều ác, nôn nã làm đổ máu vô tội. Tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, sự phá hại diệt vong là ở trên đường lối họ. Họ không biết đường bình an, trong đường họ đi không có sự công nghĩa. Họ tự làm những sự lối quanh queo, ai đi trong đó thì chẳng biết sự bình an. Vậy nên sự công bình đã cách xa chúng ta, sự nhân nghĩa cũng không theo kịp chúng ta. Chúng ta trông mong sự sáng mà sự tối tăm đây này, trông mong sự sáng láng mà đi trong u ám. Chúng ta đi dọc theo tường như người mù, rờ rẫm như người không có mắt, đúng chưa mà vấp chân như chẳng vạng, giữa những kẻ mạnh mẽ mà mình như người chết. Chúng ta cứ rên xiếc như con gấu và rầm rì như bồ câu, trông sự công bình mà nó không đến, đợi sự cứu rỗi mà nó cách xa. Lê Vi Ký đoạn 5 câu 17 đến câu 18 chép: Khi nào ai phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà không tự biết và làm điều không nên làm, thì ai đó sẽ mắc lỗi và mang lấy tội mình. Người vì sự lỗi mình phải dẫn đến thầy tế lễ một con chiên đực không tỳ vết chi bắt trong bầy, tùy theo ý người đánh giá. Rồi thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người đã lầm lỡ phạm tội và không tự biết, thì lỗi người sẽ được tha. Trong mọi công việc của chúng ta làm, đặc biệt trong sự cầu thay, việc công bố lời Đức Trời không chỉ đơn giản là sự nói lời Chúa giam khỏi miệng chúng ta mà thôi, mà còn là sự biệt giá thánh. Biệt giá thánh có nghĩa là gì? Trước hết chúng ta phải công bố một cách chính xác lời của Đức Trời, không được thêm, không được bớt, tức là sạch, thẳng, chính xác. Chúng ta công bố đây là luật pháp Đức Trời phải được tôn trọng, đó là nguyên tắc. Trong tất cả mọi công việc thì lời Chúa phải được trước hết, vì nó là nền tảng để chúng ta bắt đầu tiến hành công việc. Nếu như có lời của Chúa bảo đảm cho chúng ta và chúng ta làm công việc đó theo đúng lời của Ngài, thì chắc chắn chúng ta được bình an và tấn tới. Còn như nếu chúng ta so vào lời của Chúa, thấy rằng không đúng với lời của Chúa thì không thể làm được, và chúng ta phải dừng lại, không được làm nữa. Bị thế thắng đây tức là sự làm cho lời Chúa được tôn trọng, không phải cho người khác mà còn cho chính mình nghe nữa, là những người công bố lời của Chúa nữa. Nếu chúng ta công bố lời Chúa mà lại không giữ lời của Đức Chúa Trời, không làm theo lời Chúa, thì chính những lời chúng ta công bố đó sẽ xét xử chúng ta. Và vì lời Đức Chúa Trời sắc hơn gươm hai lưỡi, và Đức Chúa Trời không kỵ vị ai bao giờ cả. Thi Thiên 105 câu 19 chép: Cho đến ngày điều người đã nói được ứng nghiệm, lời của Đức Chúa Trời rèn xuống người. Như vậy, để cho công việc chúng ta, dù là công việc gì, được hanh thông, chúng ta trước hết phải gìn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời và làm theo luật pháp đó. Bây giờ khi chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời, chúng ta mới được lời của Chúa bảo vệ và ban phước cho. Lê Vi Ký đoạn 18 câu 4 đến câu 5 chép: Các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta đặng nói theo. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vậy hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta. Người nào làm theo thì sẽ nhờ đó mà được sống. Ta là Đức Giê-hô-va. Nê-mi đoạn 3 câu 1b chép: Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa. Chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mê-a và cho đến tháp Hana-nê-ên. Sự biệt riêng cái công việc xây đắp cái cửa chuyên ra thánh đó là vô cùng quan trọng. Đó là công việc làm trước hết. Bất cứ điều gì phải có lời của Chúa trước. Chúng ta nhớ chuyện Giô-sa-phát khi ông đến với vua A-háp như vậy đó. Vua A-háp thì muốn Giô-sa-phát giúp đỡ mình để cùng ra cự địch lại kẻ thù địch mình. Nhưng mà Giô-sa-phát vì có sự kính sợ Chúa nên ông hỏi ngay: Ở đây có ai là người tiên kiến của Đức Giê-hô-va chăng? Ông muốn có lời của Đức Giê-hô-va. Nếu như ông không nghe được, ông cũng cần có lời của tiên tri. Đó là sự khôn ngoan. Cũng có thể như vậy, bất cứ điều gì chúng ta định làm hay là ai nó mời gọi chúng ta cùng làm, chúng ta xem có lời của Chúa giúp đỡ không. Và nếu như có lời của Chúa giúp đỡ, điều đó là đúng, chúng ta yên tâm mà làm thì chắc thành công. Nhưng khi chúng ta đã tìm cái lời của Chúa thì Thánh Linh biết rõ, và Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta biết rằng điều đó có đúng hay không.
Chúng ta có thể đơn cử các chàng trai, các cô gái là hay bỏ qua điều này. Tôi cảnh cáo quý vị, thì nếu quý vị sai lầm, đừng có lỗi tại tôi không nói. Khi yêu rồi đó là không thấy cái xấu của người ta đâu. Là không ngửi thấy hơi của chàng không được, không nhìn thấy mặt nàng là không xong. Coi như anh si tình đến mức độ là phải nhìn thấy dáng người đi đó thì mới nghe được. Rồi không chịu nghe theo lời của ai cả. Nên Chúa nói là ngươi quyền chọn bất cứ người nào, nhưng trước hết là không được mang ý chung với kẻ chẳng tin. Cái thứ hai đó, mà nếu chúng ta đã khinh rẻ lời của Chúa đó, thì mọi sự chúng ta làm đó không được Đức Chúa Trời dẫn dắt nữa, và không được bảo vệ, không được chúc phước nữa. Nhưng nếu ai tin cậy Đức Giê-hô-va, phó thác công việc mình cho Đức Giê-hô-va, và Chúa có phán rằng phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Có khi mình thích người đó, nhưng mà Chúa biết nếu như với một người này thì bất lợi cho chúng ta, bất lợi cho cả hai bên, và Ngài ngăn trở nó. Nếu ta nhận biết Chúa, trình dâng điều đó cho Ngài, thì Ngài sẽ cho chúng ta biết là điều đó được hay không được. Đây là sự khôn ngoan và sống sáng. Nhưng mà thường thường thì mấy người trẻ đó là chưa vấp ngã bao giờ cả, nên thường thường là khinh rẻ. Nên khi yêu nhau rồi đó là khinh rẻ tất. Sự biệt riêng ra thánh công việc xây lại cửa trên đây còn được tiếp tục tới tháp Mea và tháp Hananeen. Tháp Mea và tháp Hananeen là hai tháp canh được xây cùng với vách thành, cao khoảng 100 thước, tức là khoảng 95 mét của chúng ta. Nằm ở phía bắc của thành Jerusalem, hai tháp này được sử dụng để canh gác và bảo vệ cho thành Jerusalem. Tháp Mea được xây cạnh cửa chiên, còn tháp Hananeen được xây cạnh ngay cửa cá. Hai tháp này ở giữa hai cửa cá và cửa chiên thuộc giữa vách thành của hướng bắc thành Jerusalem. Mea trong tiếng Hebrew có nghĩa là 100. Cái thành đó được xây dựng theo cái tên của nó bởi được xây dựng tới 100 thước của người Israel, tức là khoảng 95 mét của chúng ta. Hananeen trong tiếng Hebrew có nghĩa là Đức Giê-hô-va là nhân từ, bày tỏ lòng thương xót, đầy dẫy ân huệ hay ban ơn cho. 100 có nghĩa là 10 lần 10. 100 cứ đặt cho cái tháp Mea này đó có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho ngươi theo lời Ngài hứa. Các ngươi phải làm theo mạng lệnh ta. Trách nhiệm của loài người còn số 10, trách nhiệm của Đức Trời còn số 10. 10 với 10 là 100. Tháp Mea là một điểm cao nhất của thành Jerusalem. Tại nơi này người ta có thể nhìn thấy rất là xa, và cũng từ rất xa người ta nhìn thấy. Vì nếu chúng ta là thành Jerusalem, chúng ta phải có tháp Mea. Tháp đó phải được công bố ra trước hết, chúng ta phải tôn cao đó. Nghĩa là chúng ta phải luôn nhận biết rằng Chúa là đấng thành tín, nhưng mình có trung tín với Ngài hay không? Nếu chúng ta muốn sự thành tín Đức Trời ở trên cuộc đời mình phải trung tín với mọi lời Ngài đã ban cho chúng ta. Số 10 là số trách nhiệm. Nếu chúng ta muốn Đức Trời thành tín với trách nhiệm của Ngài ban lời hứa cho, Ngài nói ta sẽ amen về điều đó vì ta luôn giữ lời. Nhưng các ngươi muốn điều đó ta được ban cho các ngươi, thì các ngươi phải chuẩn bị con đường ta chở phước đến chứ. Xe của ta là xe 100 tấn, mà đường của ngươi chỉ chở được có 5 tấn, làm sao xe ta vô được? Vậy thì nếu chúng ta muốn phước của Chúa đến đầy dẫy, thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm đầy đủ trước mặt Đức Trời. Mea đó là cái tháp 100. Hananeen cũng vậy, là cái tháp mà từ xa người ta nhìn thấy đó. Từ xa người ta nhìn thấy hai cái tháp, một tháp là trách nhiệm, một tháp kia là tháp sự thương xót, sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Và nếu chúng ta quả thật là thành Jerusalem, chúng ta phải có hai cái tháp này. Chúng ta phải bày tỏ cho người ta biết là tôi là người có trách nhiệm ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi là người trách nhiệm với loài người, và tôi là người bày tỏ sự thương xót của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa. Nhưng nếu chúng ta không làm theo luật pháp của Chúa, thì sự thương xót của Đức Chúa Trời không ở trên chúng ta, thì làm sao chúng ta làm chứng được? Một người bị bệnh thì không thể nói là ôi Chúa Trời hằng thương xót được. Người nói là tôi không tin. Nếu như anh là người đi bán dạo kem đánh răng, đánh trắng răng, mà mở miệng răng ra anh vàng khe, người ta tôi không thể mua hàng của anh được, anh nói xạo. Bởi vì cái thuốc đánh răng này không làm răng anh trắng được, làm sao tôi tin được thuốc của anh răng có thể làm trắng răng tôi được. Vậy thì nếu chúng ta là người đã tin một sự bình an Chúa bàn cho, tức là thành Jerusalem thật, chúng ta phải hai cái tháp này. Người ta sẽ nhìn thấy hai cái tháp đó từ xa, nhìn thấy người đó thì cũng giống như ở trong Nhã ca vậy. Cho tôi biết Nhã ca nói gì không nhỉ? Người kia là ai? Ở từ đồng vắng đi lên giống như chỗ khói sông bột dược và nhũ hương với đủ thứ hương của con buôn. Kìa kiệu của Salomon có 60 dòng sĩ trong bọn dòng sĩ Israel, vây quanh chúng nó thấy đều cầm gươm và thạo đánh giặc, ai nấy đều có gươm ở nơi đùi mình. Từ xa người ta biết rồi đó là kiệu của Salomon. Từ xa người ta biết rồi người đó có lời của Đức Chúa Trời. Từ xa thế người đó có phước của Đức Chúa Trời. Tháp từ xa, tháp đó là nơi được cất cao lên. Vậy thì mỗi miệng chúng ta phải luôn tôn cao được hai cái này. Đó là sự thành tín của Chúa Trời, sự thương xót của Chúa,
và trách nhiệm của loài người chúng ta đối với Đức Chúa Trời, hầu cho ơn của Chúa ban cho chúng ta và lời hứa của Chúa được ban cho chúng ta. Và đặc biệt hai cái tháp này được xây ở phía bắc, không xây phía nam. Vì chúng ta biết rằng thành Jerusalem trong thời kỳ của Nehemia đó là giống hệt như cái bàn chân đi về phía bắc. Là chúng ta đang đi về phía Đức Chúa Trời, đang đi về kho báu của Đức Chúa Trời, mà kho báu của Chúa chính là chữ tháp đó ở trong tiếng Hebrew, có nghĩa là làm cho lớn lên, trở thành quan trọng nhất, xúc tiến, đẩy mạnh, ra thêm, để công bố, để ngợi khen, để nuôi dưỡng cho lớn lên. Đó là chữ tháp tiếng Hebrew. Cái hai tháp này đứng ở phía bắc. Vì sao quý vị có biết không? Là bởi vì ở phía bắc đó là thuộc về Israel. Khi xưa trong thời nội chiến đó, Israel và Judah đánh nhau, chia ra làm hai vương quốc, hai quốc gia, Israel ở phía bắc, Judah ở phía nam. Và bởi cái đó là phía bắc của thành Jerusalem và hai cái tháp để coi chừng. Nhưng mà kỳ thực ở đây chúng ta biết rõ ràng là đây là hình bóng của giữa xác thịt con người và tâm linh con người. Khi không có Chúa đó, nó đánh nhau, nó không phục nhau, xác thịt chống lại tâm linh chống lại xác thịt, hai bên giằng nhau điều đó thì chúng ta không làm được điều gì cả. Và bây giờ chúng ta thấy rõ điều này, hai tháp đây chính là hình bóng về môi miệng của thầy tế lễ nhà vua trong nước Đức Chúa Trời. Nơi đó lời của Đức Chúa Trời được tôn cao để nuôi dưỡng bầy chiên của đồng cỏ Chúa, để tôn vinh, để ngợi khen danh Đức Chúa Trời. Sự biệt riêng công việc xây cái cửa chiên này ra đó được làm tới cái tháp này. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là khi một con tàu bị đắm ở trong đêm, công việc đầu tiên của người thuyền trưởng làm gì nhỉ? Bắn pháo hiệu, truyền tin ngay về trong bờ, báo cấp cứu, đốt lửa. Ở trong đêm mà, ban ngày thì tôi đốt khói, đánh tín hiệu, nhưng mà đêm phải đốt lửa, tạo sự sáng để người ta nhìn biết, đúng không nào? Vậy thì cũng có thể như vậy, trong sự cầu thay của chúng ta như vậy, hoặc là trong bất cứ công việc nào sửa chữa, thì việc đầu tiên là phải phục hồi lại khả năng sử dụng lời của Chúa. Thứ hai, phục hồi lại cái khả năng công bố lời Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai khi nhìn thấy Đức Giê-hô-va, ông la lên khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy ở giữa một dân có môi dơ dáy. Để có thể sử dụng được tiên tri Ê-sai, tức là để có thể sử dụng Ê-sai làm tiên tri cho Đức Chúa Trời, Đức Trời đã phải làm công việc gắp lửa ở nơi bàn thờ đặt vào môi miệng của tiên tri Ê-sai. Nghĩa là môi miệng của tiên tri Ê-sai phải được thanh tẩy, nó được làm sạch đi rồi, thì từ đó mọi lời của Đức Trời mới có thể công bố qua tiên tri Ê-sai được. Thì cũng có thể như vậy, công việc đầu tiên để sửa chữa nhà chúng ta đó thì cửa phải làm được trước, con đường để dẫn đến cái nhà đó phải được làm. Nếu không có con đường đó thì hết xây nhà. Cuộc đời chúng ta theo Chúa cũng vậy, công việc gì chúng ta theo Chúa cũng vậy, phải có con đường đến nơi đó. Vậy thì sự cầu thay cũng vậy, chúng ta phải phục hồi lại cái khả năng nói lời của Đức Trời ở trên chúng ta và trên người được cầu thay, để người ta có thể công bố lời của Chúa được. Ma quỷ tìm cách dìm người ta trong sự tối tăm để không ai thấy, khi người ta quên lời của Chúa đi, khi người ta bị trói buộc một miệng đi. Nên khi mà một người nào bị ma quỷ cầm buộc ấy, thì nó cầm buộc cái miệng người ta trước hết, để không xưng Chúa ra được, không kêu Chúa ra được, nó cầm buộc cái miệng nó. Nên đây là công việc chúng ta phải hiểu rõ được, để một người có thể cầu thay được thì phải giải phóng môi miệng của người đó. Mà chúng ta biết là để giải phóng môi miệng thì phải xưng tội cho con gì nữa, để phục hồi lại khả năng nói lời Chúa, để có thể cầu nguyện với Ngài được, để có thể nói lời Đức Trời ra khỏi miệng mà không bị phán xét chứ. Tại sao hai điều trên phải được làm trước hết trong mọi công việc, kể cả trong công việc chúng ta cầu thay? Tại công việc xây cửa chiên và hai cái tháp Mea và Hanane. Như phần trên chúng ta được giải thích, lời của Chúa chính là luật pháp và là con đường và cũng là ánh sáng cho chúng ta nữa. Vì ánh sáng soi dẫn chúng ta đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để chúng ta được bảo vệ và được nuôi dưỡng. Và vì lời Đức Chúa Trời là sự sáng nên có thể thắng được sự tối tăm. Quyền lực của ma quỷ là quyền lực của sự tối tăm, không thể nào đến gần được, không thể nào lĩnh hội được, không là tiếp thu được, không thể nào thắng được sự sáng. Kinh Thánh chép như vậy. Như vậy khi chúng ta công bố lời Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta công bố chủ quyền của Đức Chúa Trời. Thứ hai, chúng ta công bố chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời. Thứ ba, chúng ta cung cấp cho Thiên Sứ Đức Chúa Trời quyền phép để cai trị. Vì quyền lực của ma quỷ nhận biết rằng nếu chúng ta biết luật pháp của Chúa, chúng ta có quyền đưa chúng ra trước tòa án Đức Trời để Ngài xem xét. Và nếu Đức Trời xem xét thì chúng sẽ bị bắt trước kỳ, là bởi vì chúng đã không giữ thứ bậc của mình. Thứ hai, khi chúng ta công bố luật pháp của Đức Trời như vậy đó, có hai điều kiện sẽ xảy ra cho chúng ta. Thứ nhất, chúng ta sẽ run sợ bởi vì cớ chúng ta biết mình đã phạm tội và luật pháp sẽ trừng phạt.
Và khi cái điều này được công bố ra, chúng ta không dám kiêu ngạo nữa. Vì biết mình phạm tội rồi còn sao kiêu ngạo được nữa. Nhưng cũng cảm ơn Chúa là vì công bố luật pháp của Chúa thì trong luật pháp có lời hứa. Và nếu chúng ta ăn năn sám tội mình thì Ngài là thành tín mà tha thứ cả chúng ta mọi điều gian ác. Còn ma quỷ thì sợ hãi vì sự biết rằng nó sẽ bị luật pháp xét xử. Như vậy, công bố luật pháp đánh bại quyền lực của ma quỷ khiến chúng nó sợ hãi. Công bố luật pháp khiến mình nhận biết mình phạm lỗi, phải xưng tội, không có thể chết. Đồng thời khi công bố luật pháp có lời hứa cho là nếu ta ăn năn xưng tội mình thì Ngài là thành tín mà tha thứ mọi điều tội lỗi của chúng ta. Điều rất cần thiết để công bố luật pháp của Chúa. Khi chúng ta công bố luật pháp của Chúa, chúng ta nhớ đến danh của Ngài. Thì danh của Ngài là uy quyền, là bổn tánh. Chúng ta nhớ đến bổn tánh của Chúa là gì? Nhân từ, dơ lòng thương xót, chậm dần, đầy ơn, hay đủ ý về sự giáng tay và không có kẻ có tội là vô tội. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là dù luật pháp của Đức Trời là rất nghiêm khắc, không tây vì ai cả, nhưng mà luật pháp của Chúa là ý tưởng bình an của Đức Chúa Trời, không phải ý tưởng của tai họa. Ngài đưa luật pháp của Ngài cho chúng ta đó không phải để diệt chúng ta. Vì luật pháp là ý tưởng của Đức Chúa Trời, ý tưởng của Chúa là ý tưởng bình an. Và nếu chúng ta tiếp nhận luật pháp đó thì chúng ta được bình an, được bảo vệ. Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11 chép: Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Ê-sai đoạn 55 câu 6 đến câu 9 chép: Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ được mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Hai nha, tháp canh đây chính là hai nơi cao nhất của thành Jerusalem, vì từ xa người ta đã nhìn thấy nó. Đây cũng chính là điều Đức Trời muốn chúng ta nhận biết được trách nhiệm của mình trong việc giao giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Từ môi miệng của thầy tế lễ, Đức Chúa Trời, hai cái tháp này phải được tôn cao, phải tôn cao sự thành tín Đức Chúa Trời, và cũng dạy cho sự Chúa nhận biết trách nhiệm của mình trước lời hứa của Chúa. Hãy tôn cao bổn tánh của Đức Chúa Trời và danh của Ngài. Tháp Hananel nói về danh của Chúa, bổn tánh của Chúa, sự thương xót của Chúa và nhân từ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta về hướng bắc ở trong tiếng Hebrew, đó là nơi giấu của báu, nơi cung cấp mọi sự cần dùng, là kho báu, là nơi ẩn náu. Là chúng ta thấy rõ ràng là cái hướng bắc của Đức Trời ban cho người chúng ta đó. Khi Đức Trời ban mặc lệnh cho dân Israel xây dựng nền tạm, thì Ngài ban cho họ biết hướng bắc, hướng đông, hướng tây và hướng nam. Và đặc biệt là cái tháp Mea và tháp Hananel này được xây ở hướng bắc. Chữ tháp ở đây đó, ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là làm cho lớn lên, trở thành quan trọng nhất, xúc tiến, đẩy mạnh, ra thêm, để công bố, để ngợi khen, để nuôi dưỡng cho lớn lên. Như vậy, cái tháp là cái nơi mà chúng ta đặt ở phía bắc của chúng ta, ta hướng về Đức Chúa Trời. Tại nơi này là nơi cung cấp tất cả mọi nhu cầu cần thiết cho cuộc đời của chúng ta, kể cả nhu cầu của sự giải cứu, bảo vệ, chúc phước hay là sửa trị. Tất cả mọi sự ở đây. Về cái tháp này phải được ở phía bắc. Về cái bắc, phía bắc đây chúng ta đã được biết đó, đó là nơi giấu của báu. Nói về lời của Đức Chúa Trời, trong này giấu của báu, nơi cung cấp mọi sự cần dùng. Ngày nay chúng ta chưa vào thiên đàng được, không biết trên thiên đàng chứa bao nhiêu kho không biết cả, nhưng mà tất cả mọi kho báu của thiên đàng đều đang được chứa ở trong Kinh Thánh này. Mọi lời hứa, mọi sự cần dùng, tất cả mọi sự đã được làm xong rồi ở trong Kinh Thánh này, được chép ở trong đó. Và cái tháp đó được xây dựng trên nền tảng của phía bắc này. Vậy thì khi chúng ta đứng tại bục giảng để công bố lời Đức Chúa Trời, hay bất cứ nơi nào chúng ta đứng để giảng, thì nơi chúng ta đứng đó được gọi là bục giảng. Tại nơi đó chúng ta đứng trên nền tảng của lời Chúa, và lời Chúa được xây dựng ở hướng bắc. Vì trong lời của Chúa hứa cung cấp mọi sự cần dùng cho chúng ta. Vậy thì khi chúng ta giao giảng lời Chúa, hay làm chứng đạo, hay gặp bất cứ một người nào có một nhu cầu nào đó trong cuộc đời của họ, thì chúng ta đều có nền tảng của Chúa để cung cấp cho họ, đó là Kinh Thánh, đó là lời của Đức Chúa Trời. Và hai cái tháp này không được xây ở phía khác, mà nó xây ở phía bắc. Hai cái tháp này được xây trên nền tảng này. Hay có thể nói rằng
khi một cái ống khói của nhà bằng một cái nhà máy đó nó được đặt ở đâu nhỉ? Nó được đặt ở trên trung tâm của cái nhà máy đó, nơi mà sức nóng nhất của cái nhà máy đó được cung cấp. Chúng ta biết rằng trong cái cuộc xây dựng này đó có một cái nơi gọi là tháp khói nữa, tức là cái nơi đó có một cái ống khói, mỗi cái tháp để cho cái khói của các của tế lễ đó được đốt ở trong đền thờ của Chúa đó, sẽ được bay lên đó và tỏa lên trên bầu trời. Thì cũng có thể như vậy, ống khói được xây dựng ở trên cái nền của sự dâng của tế lễ, và mỗi miệng chúng ta cũng vậy. Tháp đây được xây trên cái thành phía bắc này, thì chúng ta biết rằng ngôi miệng chúng ta cũng chính là cái tháp mà chúng ta phải có lời của Chúa để công bố đó ra. Hai tháp đây được xây dựng ở cửa phía bắc, nằm giữa hai cửa cá và cửa chiên, mà ý nghĩa quan trọng cho cuộc đời chúng ta đó là lời của Đức Trời không chỉ ban mạng lệnh cho người để làm theo để mà nhờ đó được sống, mà còn là nguồn cung cấp mọi sự trong sự sống của chúng ta, là cho những người vâng giữ luật pháp của Chúa nữa. Và qua lời của Đức Trời mà người ta có thể ngợi khen, tôn vinh lời của Đức Chúa Trời và tôn vinh danh thánh của Ngài. Khi chúng ta bắt đầu vào công việc cầu thay, luật pháp Đức Trời phải được công bố trước nhất. Vì khi chúng ta công bố luật pháp Đức Trời thì quyền lực của sự tối tăm sẽ run sợ. Vì chính ma quỷ là kẻ gây ra tội lỗi và khiến cho tội lỗi vào trong loài người qua sự cám dỗ của ma quỷ đối với lại bà Eva và Adam. Khi chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời, chúng ta được nhắc nhở trách nhiệm của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời là phải kính sợ Chúa và phải hầu việc Chúa. Chính những người cầu thay và những người được cầu thay đều sẽ nhớ đến luật pháp của Đức Chúa Trời để biết mình phải làm gì để được cứu chuộc ra khỏi sự đổ xả của luật pháp và làm thế nào để được tha thứ hết cả mọi tội lỗi và được chữa lành. Khi chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời thì Thánh Linh của Đức Trời sẽ hành động để dẫn chúng ta vào trong công việc. Khi chúng ta nhìn vào luật pháp, chúng ta nhận biết những tội lỗi mình đã phạm. Và chúng ta có nhận biết rằng nếu như chúng ta không biết luật pháp thì làm sao chúng ta biết rằng cái bệnh chúng ta đó là đến từ tội lỗi. Nhưng bởi vì luật pháp của Chúa chỉ rằng khi một người phạm tội thì những loại bệnh này sẽ đến trên họ. Như vậy thì khi chúng ta công bố luật pháp, đấy là chúng ta chỉ cho họ biết rằng là nguyên do nào mà người ta bị bệnh, căn nguyên sẽ làm sao và làm thế nào để căn bệnh nó được chữa lành. Như vậy sự công bố luật pháp của Chúa đây không phải chỉ đọc kinh thánh một thủ tục, mà là trang bị sửa biết nhắc lại chúng ta nhớ lại mọi điều mà Chúa đã phán cho chúng ta, hầu cho người bị bệnh, người bị rủa xả, người bị khó khăn đó được chúng ta cầu thay đó nhớ lại và nhận biết rằng mình sai, Chúa đúng. Chúng ta nhớ lại lời cầu nguyện của tiên tri Daniel. Daniel nói sao? Chúng tôi hết thảy đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Ngài là công bình, chúng tôi sai, Ngài đúng. Nếu như tiên tri Daniel không biết luật pháp của Chúa, làm sao dám công bố điều này? Như vậy thì việc đọc luật của Chúa đây có thể lắm trong chương trình cầu thay, tùy theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, chúng ta có thể đọc kinh thánh đoạn này hoặc đoạn kia để cho người ta biết rằng à, như vậy là cội nguồn của căn bệnh này là đến từ tội lỗi này, để chúng ta nhận biết làm thế nào để xóa sạch nó, hầu cho chúng ta được chữa lành. Trước khi khi chúng ta tôn cao luật pháp Đức Trời và tôn vinh danh Chúa, chúng ta được thêm sức. Vì nhờ bổn tánh tốt lành của Đức Chúa Trời, khi chúng ta tôn vinh danh Chúa, chúng ta nhớ đến bổn tánh của Chúa, chúng ta được thêm sức. Đó nào. Thi Thiên 84 câu 4 đến câu 12 chép: phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Sion. Đang khi đi qua chúng khóc lóc, họ làm chúng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó, họ đi tới sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét đãi đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Khi chúng ta tôn vinh danh Chúa, chúng ta nhớ lại Chúa là hằng nhân từ, là hằng thương xót.
chậm giận, đầy ơn và hay đổi ý vì sự giáng tay vạ. Chúng ta được khích lệ. Luật pháp chỉ cho chúng ta phạm tội, biết rằng luật phạm tội thì bị như vậy, nhưng mà cảm ơn Chúa, danh Chúa có quyền cứu chúng ta và bổn tánh của Ngài là tốt lành, nên chúng ta có sự trông cậy vì biết rằng ý tưởng của Chúa là ý tưởng bình an, để trông cậy phải để tiêu diệt, vậy thì mình sẽ sống. Vậy thì Chúa ơi, tôi sẽ quay lại với Ngài vì Ngài có hứa, vì Ngài tốt lành, tôi quay lại vì biết Ngài tốt lành. Và như vậy Chúa xưng chúng ta là công bình và Ngài tha thứ cho chúng ta. Như vậy thì khi chúng ta tôn cao luật pháp của Chúa, đồng thời chúng ta ngợi khen tôn vinh Chúa, đây là cái điều rất quan trọng vì đó là sự biệt riêng nhà thánh này. Chúng ta vừa điểm qua phần đầu tiên và trước nhất của công việc sửa chữa lại vách thành và cửa chiên của thành Jerusalem, và chúng ta cũng được biết công việc này được làm bởi chính các thầy tế lễ, rồi tiếp đến với các phần khác của những người trong hội thánh của Chúa. Tiếp theo các sự phân bổ công việc cho từng người, từng nhà theo từng địa phận ở nơi họ ở, đối ngang họ nơi họ ở. Điều này có nghĩa là mỗi người đều nhận biết được giá trị của vách thành đối với mình. Chúng ta biết rằng cái thành là cái nơi bảo vệ mình, mà cái thành nó đổ rồi thì cũng giống như cái nhà mình, cái cửa bảo vệ nhà mình nó phá mất rồi, làm sao ngủ yên trong đêm được, phải không nào? Nên chúng ta thấy là ngoài công việc sửa chữa cái cửa chiên và vách thành phía bắc đó, hai cái tháp đó là do các thầy tế lễ, còn lại là được phân phối cho từng nhà một, từng người một đối diện với vách thành mà họ đã có đối diện đó để sửa chữa. Và đó là điều mầu nhiệm của sự cầu thay, sẽ được chính Thánh Linh phân phối cho từng người một. Bởi vì khi đối diện với vách thành, sự đối diện đây còn có nghĩa là nhìn thấy ở trước mặt mình. Chính Thánh Linh sẽ mặc khải cho từng người một những điều người đó nhìn thấy trong khải tượng đó, để nhận biết rằng mình sẽ xưng nó ra, mình sẽ tu bổ nó, mình sửa chỗ nó như thế nào. Vì mỗi người chúng ta là chi thể cho nhau trong thân thể của Đấng Christ, nên các công việc mà những người trong thành Jerusalem được phân công sửa chữa vách thành đối ngang nhà mình đây đó, chính là sự chỉ định của Đức Thánh Linh. Và sự đối ngang đây có nghĩa là sự hiện diện trong khải tượng của người cầu thay nhận được từ Đức Thánh Linh vậy. Chúng ta hãy xem ý nghĩa mầu nhiệm của điều này trong chữ đối ngang được chép ở trong đoạn kinh thánh này. Ê-nê-mi đoạn 3 câu 10, kế họ Zê-đa-gia con trai Harumap tu bổ nơi đối ngang với nhà người, kế người Hát-tút con trai của Hasap-nia tu bổ. Câu 16, kế người Nê-hê-mi con trai của A-húc quản lý phân nửa quận Bê-su-sơ, sửa xây vách cho đến ngang các lăng tẩm David, cho đến đa ao đã đào và cho đến nhà của các dòng sĩ. Câu 19, kế người Ê-xê con trai của Giô-suê quản lý Mích-ba tu bổ một phần khác đối ngang dốc đi lên kho binh khí ở về góc thành. Câu 23, kế chúng Benjamin và Ha-súp tu bổ phần đối ngang nhà mình, kế chúng A-sa-ria con trai của Ma-a-sê-gia cháu A-na-nia tu bổ ở phía bên nhà mình. Câu 25, Pha-lanh con trai của U-sai sửa nơi đối ngang góc thành và nơi tháp cao ló ra của đền vua, đụng giáp cái sơn ngục, kế người đó có Phê-đa-gia con trai của Pha-rốt tu bổ. Câu 26, và người Nê-thi-nim ở tại Ô-phên cho đến nơi đối ngang cửa nước về phía đông và tháp ló ra. Câu 27, kế người ấy có người Thê-cô-a sửa một phần khác đối ngang tháp lớn ló ra và cho đến vách Ô-phên. Câu 28, những thầy tế lễ sửa nơi phía trên cửa ngựa, mỗi người sửa phần đối ngang nhà của mình. Câu 29, sau chúng Sa-đốc con trai Y-mê sửa nơi đối ngang nhà mình, kế sau người có Sê-ma-gia con trai Sê-ca-nia kẻ giữ cửa đông tu bổ. Câu 30 và câu 31, kế người Hanania con trai của Sê-lê-mia và Hanôn con thứ 6 của Sa-lát sửa một phần khác, kế chúng Mê-su-lam con trai của Bê-ri-kia sửa nơi đối ngang nhà mình, kế người Manh-ki-gia một người trong bọn thợ vàng sửa cho đến nhà của người Nê-thi-nim và tay buôn bán đối ngang cửa Mi-phơ-cát và cho đến nơi dốc của góc thành. Chú đối ngang ở đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là ở trước mặt, bản sao, bản đối chiếu, bản tương phản với, sự biểu lộ, sự mách bảo, sự thể hiện ra, sự kê khai, sự loan báo cho người ta biết điều gì, sự tố cáo, sự tố giác, sự phô bày, sự bóc trần, sự báo trước, sự giải nghĩa, sự diễn giải, sự chứng nhận, sự kể lại, sự nhắc lại, sự bản tường thuật, biên bản.
đới nhàng. Khi ông ta nhắm mắt lại cầu nguyện với Chúa trong sự cầu thay, Thánh Linh sẽ bày tỏ cho ông ta đó là sự mách bảo, đó là sự tố cáo, đó là sự tố giác, đó là sự bày tỏ ra hiện trở lại cho ông ta như là một bản tường trình những gì mà tổ phụ của người ta đã phạm tội. Thánh Linh công bố hết tất cả ra và người ta sẽ đối diện, đối ngang nhà mình, cái thân thể là cái nhà của mình. Đối ngang nhà mình, chúng ta sẽ nhìn thấy cái khải tượng mà Chúa cho chúng ta nhìn thấy. Và chúng ta sẽ nhận biết rằng nguyên nhân nào khiến người này bị trói buộc. Đó là tội lỗi của tổ phụ đã được làm ra trong sự giấu kín. Làm thế nào dân Israel có thể ăn năn tội lỗi của mình để có được từ xứ Babylon trở về Jerusalem được? Đức Trời mặc khải cho các tiên tri của Ngài. Chúng ta đọc được biết rằng chính thần của Đức Trời đã khiến cho tâm linh của tiên tri Ezechiel từ canh đê trở về thành Jerusalem, nhìn thấy tội lỗi của những thầy tế lễ ở trong thành Jerusalem phạm tội trước mặt Đức Trời. Để làm gì nhỉ? Để ăn năn tội lỗi, để sơn tội của họ ra thì họ mới trở về được. Cái công việc thuộc thể của dân Giu-đa sửa chữa vách thành đây, đó là công việc thủ linh của thầy tế chúng ta ngày hôm nay. Làm thế nào có thể xây sửa vách thành được? Làm thế nào có thể phục hồi khả năng, chức năng, bản năng của một con người bị sự đổ xá của tổ vụ truyền lại được? Thánh Linh giúp cho chúng ta. Và như vậy, trong sự cầu thay này, hễ đó là Giu-đa, hễ là người ngợi khen Chúa, hễ là dân của Chúa, người đó có quyền hợp tác, người có quyền thông công, đồng công, cộng tác trong sự cầu thay. Và Thánh Linh là người, là đấng mà ban cho từng người một tùy theo ý muốn của Ngài, khiến cho người ta nhận được khải tượng để công bố nó ra. Ai cũng có thể nhận được khải tượng và ai cũng quyền công bố nó ra để thanh toán tội lỗi đó ở trước mặt Đức Chúa Trời. Hết thảy những người nào tham dự trong sự cầu thay này không phân biệt tuổi tác, giới tính, giàu nghèo hay trình độ, nhưng nếu đã là người của Đức Chúa Trời, nam hay nữ cũng vậy, đều có thể được cầu thay, và Đức Thánh Linh sẽ khiến cho người ta nhận biết được những gì cần phải sửa chữa lại. Đó là gì nhỉ? Công bố nó ra, xưng tội nó ra, và xưng tội nó ra thì được sửa chữa. Khi chúng ta nhìn vào công việc xây sửa lại các cửa và vách thành Jerusalem, chúng ta thấy rất nhiều công việc được lộ ra có liên quan đến nhiều đời, từ thời David, từ thời các vua, các lăng tẩm, các ao, những người đó đã đào. Đọc kỹ chúng ta thấy là tất cả gì liên quan từ ba bao đời trước đó, được bới ra, phải được xem đến, không trừ một chỗ nào cả. Thế là liên quan đến vách thành là phải bới nó ra và sửa chữa nó lại. Chúng ta thấy đây là sự mầu nhiệm để Đức Trời ban cho chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 13 đến câu 14 chép: nhưng hết thảy mọi sự đã bị của trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: ngươi đang ngủ hay thức, hay vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Việc chúng ta là công bố những điều dấu kín đó, công bố nó ra, ma quỷ thì che lại đi, quên nó đi, tội cũ mà, xấu này, che lại đi. Nhưng chúng ta hãy công bố nó ra, vì nếu công bố nó ra sự sáng thì sẽ trở nên sự sáng. Ăn năn nó, xưng tội nó ra. Đương nhiên cái người trong cuộc không biết, họ có biết vì mặc cảm đâu dám nói. Bởi cái đó nên phải có cầu thay, phải có người nề đi, nó sợ ăn đuổi Đức Giê-hô-va đến với chúng ta. Nghe đúng ta bằng gì? Lời hứa của Chúa: hãy trở lại cùng ta, ta sẽ chữa lành người, ta sẽ soi sáng mặt ta trên người và người sẽ được chữa lành. Đó là sự yên ủi của Chúa. Công việc xây dựng lại các cửa vào vách thành Jerusalem được làm thành trong một vòng tròn, bắt đầu từ câu 1 là thầy tế lễ Eliasip đó sửa chữa cửa chiên, và hai tháng đó cuối cùng đến những người khác đó, cuối cùng vòng đến đâu lại trở về cửa chiên. Như vậy lời của Chúa cho chúng ta biết rằng khi chúng ta bắt đầu công việc có lời của Chúa thì quay trở về cũng đúng vào lời của Chúa. Công việc của sự cầu thay cũng vậy, thế chúng ta đã công bố lời của Chúa thế nào, khi cầu thay xong cũng công bố lời của Chúa thế đó, hoàn tất công việc trong một vòng tròn rất là quan trọng này. Nehemi đoạn 3 câu 31 đến câu 32 chép: kế người Menkiza, một người trong bọn thợ vàng, sửa cho đến nhà của người Netinim và tay buôn bán đối ngang cửa Mifokat, và cho đến nơi dốc của góc thành, còn những thợ vàng và tay buôn bán đều sửa phần nơi góc thành và cửa chiên và phần cuối cùng vòng trở lại. Nhưng ở đây chúng ta thấy có một điều, có một cái cửa gọi là cửa Mifokat. Mifokat là một cái cửa, còn cái tên thứ hai đó là cửa Benjamin. Mifokat trong tiếng Hebrew có nghĩa là sự chuyển nhượng tài sản, mạng lệnh, sự bổ nhiệm.
Có một cái cửa đặc biệt ngày hôm nay chúng ta không tìm thấy, bởi vì sau nhiều lần thành Jerusalem bị sửa chỗ lại đó, người ta lấp rất nhiều cửa. Ngay cả cái cửa đông là cửa vào thẳng đền thờ Đức Trời đó cũng bị lấp nữa. Nifercat có nghĩa là sự chuyển nhượng tài sản, nó được làm cuối cùng. Chúng ta thấy điều này, sau khi xưng tội rồi, chúng ta đừng quên một điều, có một cái cửa đó làm cuộc đời chúng ta hoặc là phước hạnh, hoặc là tiêu tàn, đó là cửa Nifercat. Đó là sự di chuyển, sự chuyển nhượng tài sản. Vậy thì ngày hôm nay Chúa bảo chúng ta xây một cửa Nifercat bằng phương pháp của Ngài, bằng vật liệu của Ngài. Cửa này là cửa phước hạnh, đó là giảng dạy lời Đức Trời cho con cái mình, cho dòng dõi của mình. Bởi vì cửa Nifercat này, nó bất cứ cái gì được qua cửa nó, người ta sẽ nhận được. Vậy chúng ta làm sao để cho lời hứa của Chúa ban cho Abraham đến với chúng ta? Cửa Nifercat này Đức Trời đã làm cho chúng ta rồi, đó là gì? Hãy dạy con cái con người con đường nó phải theo. Ấn chứng trên trán chúng ta này, trên mày cửa này, trên cột nhà này, đó là cửa Nifercat mà Chúa muốn. Nhưng ngày nay thế gian đang làm cửa Nifercat theo ý họ muốn, lên sổ già cứ dán trên họ mà thôi. Bởi vì Nifercat là sự chuyển nhượng tài sản, nó có mấy cửa đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong sự cầu thay này, ngoài tất cả một công việc ra, đừng quên sự di chuyển từ tổ phụ trở lại. Và khi chúng ta nhớ lại điều này, phải nhớ hai phần. Tội lỗi của tổ phụ trở lại có 4 đời thôi, nhưng mà lại Chúa, lời hứa của Chúa ban cho Abraham đến với con cả ngàn đời. Và Ngài hứa là Ngài làm ơn đến ngàn đời để cả yêu mến Ngài và vẫn giữ cái luật của Ngài. Vậy chúng ta có lời trông cậy vững chắc, đúng không nào? Như vậy chúng ta đã làm hoàn thành được cái công việc của sự cầu thay. Bài hôm nay chúng ta vừa học đó là sơ đồ cả một cái quá trình kế hoạch của một sự cầu thay trong đoạn 3 này. Và bắt đầu từ đoạn 4 chúng ta học về từng bước một mà công việc của sự cầu thay sẽ phải đối diện đến. Đó là công việc kỹ thuật và đồng tiền, đó là điều Chúa muốn chúng ta biết được để khi chúng ta cầu thay chúng ta sẽ biết đối phó như thế nào. Như vậy ngày hôm nay chúng ta đã cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài. Rồi là chúng ta hết thảy cùng đứng dậy để tạ ơn Chúa về lời của Ngài. Và cầu nguyện với Chúa xin Ngài ban ơn cho chúng ta. Và ghi lời đó trong lòng chúng ta để chúng ta nhận biết được chúng ta phải có hai cái tháp mà Thành Chúa Sen đã có trong thuộc linh vậy. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa.